Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình BT Wind Rock Rider 520, một chiếc xe đạp địa hình không nhôm đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng của Phần Lan các bác nhé, và được sử dụng chủ yếu tại thị trường Pháp. Đấy, thì chiếc xe này được mang cấu hình vành bánh là 27,5 inch, đồ Shimano Tourlay 8 tầng lip và 3 đĩa cho 24 tốc độ khác nhau. Đấy, thiết kế khung rất là vuông vức, rất là cơ bắp và rất là đẹp các bác. Từ cái mức giá là 6.800.000 các bác nhé, rất là phù hợp để cho các bác mua cho học sinh đi học này, hay là các bác mà muốn chỉ đang tìm kiếm một chiếc xe để đạp thể dục hay là leo núi bình thường. Đấy, thì đây là một chiếc xe mà cho các bác mà lựa chọn được cực kỳ là hợp lý rồi. Chiếc xe đạp địa hình cấu hình của Shimano, thương hiệu thì cũng cực kỳ là tốt. Đấy, cộng với vành bánh là 27,5 inch các bác nhé. Xe này là mà đi leo đồi là cũng cực kỳ là mượt rồi. Đấy, sơn xi nguyên bản. Đấy, còn tương đối đẹp, chỉ có những cái vết xước nhỏ do đã qua quá trình sử dụng không thể tránh khỏi thôi. Đấy, bộ chuyển động là Shimano Tourlay các bác nhé, với 8 tầng lip và đĩa trên này. 3 tầng đĩa cho 24 tốc độ khác nhau. Đấy, phanh đĩa cơ zin theo xe. Đấy, đi ông cong đủ đều. Đấy, tay bấm xả Shimano. Đây bên này là ép ram các bác nhé. Đấy, và cụm tay phanh cơ này là zin theo xe rồi. Phanh đĩa. Phanh 27,5. Sử dụng quả lốp là 27,5 × 2.0 các bác nhé. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 53 cm. Thì xe là size S các bác nhé, sẽ phù hợp các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 đi là phù hợp. Chuyển động vua lây 8 lít và 3 tĩa đạp, 24 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì rất là mượt rồi, các bác có thể nhìn trên hình. Chiếc xe có giá bán bên em là 6.800.000 bao ship toàn quốc, chứa cả bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943, và ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.